Hello các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra những siêu phẩm chỉ từ những nét vẽ tay. Nói cách khác bạn có vẽ xấu đến mấy thì qua công cụ AI thành cũng thành tuyệt phẩm hết. Đầu tiên vào Google tìm cho mình từ Stable Doodle, truy cập vào trang này. Đây là giao diện trang, lướt xem qua coi có gì hấp dẫn không. Ý có con cú mèo nè, ở đây có rất nhiều công cụ AI, cuối video mình sẽ tìm hiểu sao. Bây giờ vô vấn đề chính hôm nay ở đây đơn giản lắm có mấy chức năng sau cây bút để vẽ, cục tẩy để xóa, quay lại và xóa hết. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ một hình đơn giản, mình vẽ đây là ly trà sữa nói chung hồi xưa cũng có đi học hội họa vẽ đẹp lắm. Mình vẽ theo trường phái chiều tượng các bạn chịu khó mà tưởng tượng ra là ra à. Thêm mấy cục này nữa này là chân châu Á, trà sữa phải có chân châu đúng không? rồi đại khái là vậy đi công việc còn lại để ai lo phía bên dưới này là ta nhập mô tả cho tấm ảnh để mình thử nhập tiếng việt là trà sữa xem sao bấm chạy ai không biết con ai này hiểu tiếng việt không nữa này mình đợi xíu nha hơi bị lâu vì đầu vào mình đưa thông tin ít quá khi mình muốn tạo nhanh thì đưa thông tin nhiều là nhanh liền ý rồi này ra cái gì đây trà sữa đâu như vậy là ai này không hiệu quả lắm với tiếng việt rồi để mình nhập tiếng anh vào Ủa rồi trà sữa tiếng Anh viết sao ta, mình biết tiếng Anh mọi người tại mình quên thôi. Lên Google dịch là nhớ ra liền chứ gì. Nãy giờ mọi người không thấy gì đúng không mình nhắc lại là mình biết tiếng Anh nha. Thôi vào vấn đề chính nè quên dụ tiếng Anh đi. Mình nhập multi vào bấm chạy và ngồi đợi. Trong lúc đợi thì làm gì các bạn, không có suối đi học ngoại ngữ à. Rồi một tấm, hai tấm, ba tấm, sao đẹp chưa phải nói là đỉnh chứ từ tấm ảnh không ai nhìn ra giờ ta có ba tấm ai nhìn cũng khen rồi test tiếp mình chọn photographic này coi sao. Không biết ảnh ra như thế nào nữa chứ ảnh nãy là ưng lắm rồi. Quầy nãy cũng đẹp không kém đâu công nhận AI này đỉnh thật ảnh nào tạo ra cũng 10 điểm. Này mấy bạn làm quảng cáo khỏi phải chụp ảnh chi cho mắc công. Theo mình là học vẽ là đủ rồi. Để thủ tiếp chọn một phong cách khác xem sao. Chọn nào đây ta, nhiều quá cái nào cũng thấy đẹp. Chọn 3D model này đi bấm generate cho chạy tiếp. Quá nhiều phong cách luôn, này mọi người rảnh có thể thử từng cái nha trong video này mình test vài cái thôi. Lại cũng đẹp mà mọi người, phong cách 3D rất chuẩn và đẹp. Nói chung AI này hoàn hảo. Với một công cụ AI miễn phí thì như vậy là đủ lắm rồi không mong gì hơn. Thích quá tìm cái nữa test luôn mê quá rồi. Chọn phong cách anime nhiều người thích nè. Chạy thôi. Mong kết quả quá. Sao nó chạy lâu vậy trời? Qua đỉnh luôn bây giờ từ ly trà sữa ban đầu thành như một bộ truyện tranh phong cách anime luôn. Nếu mà một người ngồi vẽ thì bao lâu được một ảnh như thế này ta? Với AI thì chưa đầy 30 giây. Tạo ảnh xong ta ưng tấm nào thì chọn tấm đó, ví dụ đây mình chọn tấm này ấn vào ảnh đợi ảnh lốt. Thôi trang này cho ta tải về ảnh chất lượng nên đợi xíu. Xong mình ấn vào đây để tải về. Còn như thấy tấm này không đẹp thì ấn đây để chọn phong cách ảnh khác. Giờ mình chọn dạng khối này đi, bấm chọn. Này thì nó chỉ cho ta một ảnh thôi không ra ba ảnh nữa, vì mình chọn một ảnh. Đó ra ảnh phong cách mới chọn nè, này. này nhìn rõ hơn ba ảnh nhỉ. Chọn được ảnh tải về xong chọn đây để trở về trang chủ. Về trang chủ nếu muốn xóa toàn bộ ảnh vẽ thì bấm clear bây giờ mình vẽ tiếp một con ốc sên vẫn theo phong cách tưởng tượng lúc nãy bắt đầu vẽ thôi cái vòng tròn tròn kéo dài ra ra thôi khó mô tả quá các bạn để mình tập trung vẽ nha ốc thì thêm hai con mắt chứ kéo thêm này cho liền con ốc lại rồi xong rồi vẽ đẹp quá mọi người thấy đẹp không ạ, à? đẹp cho một like nha. Rồi bây giờ ốc sen tiếng Anh là gì ta? Thôi qua anh Google hỏi vậy. Thì ra ốc sen là sở nêu. Ha 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 giờ mới biết. Copy về dán vào đây. Ấn Generate chờ AI chạy ốc sen cho chúng ta. Mọi người nghĩ ảnh tạo ra sẽ như thế nào? Mình nghĩ sẽ bao đép làm mình bất ngờ luôn. Vì với ly trà sữa lúc nãy đã cho ta thấy được phần nào sức mạnh công cụ AI này rồi. Thấy chưa ảnh như vậy còn đòi gì nữa đúng không mọi người? Ảnh bao đẹp, để thử tiếp bây giờ mình kiếm một phong cách ảnh nào nãy giờ chưa tạo để thử cho mọi người xem. Đâu đâu? Cái này có rồi. Cái này cái này. Rồi chốt, đợi chờ tiếp, đấy ba con ốc một phong cách ảnh mà ba cách vẽ khác nhau. Này thì mấy ai tạo ảnh phải mê rồi, ảnh tạo ra nhanh có nhiều sự lựa chọn theo ý mình muốn luôn. Hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết đến AI này liền mọi người ơi. Rồi mình trở về trang chủ nha. Rồi bây giờ thực hiện lời hứa đầu video tìm hiểu tất cả AI có trong trang này, kéo xuống tìm OAI đây nào bắt đầu khám phá từng công cụ. Cái này là tạo ảnh từ gợi ý. Kế bên này là crop ảnh nè. Cái này AI hỗ trợ thiết kế nội thất. Phía dưới con cú mèo này là nãy giờ mình làm. Kế bên là AI xóa vật thể thừa. Này là AI chuyển phông nền. Cái này là AI thay đổi nguồn sáng. AI này tăng rộ phóng đại ảnh. Cái này là thay đổi phông nền sản phẩm. Còn cái cuối là gì mình cũng không biết nữa, ai biết comment cho mình biết với nha. Video đến đây là kết thúc rồi, nếu thấy hay xin cho mình một combo like share và đăng ký kênh. Mọi thắc mắc xin để lại dưới phần bình luận mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc sớm nhất của các bạn. Chúc bạn có những phút giây xem video vui vẻ. Tạm biệt.